Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có lẽ ngay lúc này đây, điều mà làm cho nhiều người trên thế giới hiện nay quan tâm nhất và cũng hoang mang nhất, lo lắng nhất, đó là dịch cúm Corona, như chúng ta đều được biết. Và con chắc có lẽ cũng nhiều người trong cộng đoàn cũng như con, từng ngày đều cập nhật cái tin tức từ Vũ Hán để xem tình hình như thế nào, với một sự hy vọng rằng cơn dịch sẽ được kiểm soát chăng. Và chúng ta thấy bên cạnh những tin tức đầy chết chóc và những hình ảnh tối đen của cơn dịch, cạnh đó cũng có nhiều điểm sáng. Nhiều nơi trên thế giới với những khẩu hiệu Vũ Hán cố lên hay cầu nguyện cho Vũ Hán, hay ở Việt Nam chúng ta có nhiều việc làm rất ý nghĩa. Dĩ nhiên bên cạnh cũng có những cái hình ảnh tiêu cực. Đơn cử việc mà ai cũng nhận thấy rõ nhất, đó là chuyện khẩu trang. Ngay từ những ngày đầu khi cơn dịch được công bố ở tình trạng khẩn cấp ở toàn cầu, thì chúng ta thấy ở một vài nơi nhỏ lẻ giá khẩu trang tăng chóng mặt, và nhà chức trách, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc, cũng đưa lên và phạt số nhà thuốc bán khẩu trang lợi dụng để đầu cơ. Thế nhưng bên cạnh đó, chúng ta thấy rất nhiều những cái tổ chức cá nhân, rất đặc biệt là ở Sài Gòn này, đứng ra để phát khẩu trang miễn phí. Và cho đến ngày hôm nay, rất là nhiều điểm vẫn đang còn phát khẩu trang miễn phí ở Sài Gòn này, cũng như đã lan rộng ra nhiều nơi trên cả nước. Đặc biệt có cậu bé 11 tuổi ở quận 1 là dành hết cái tiền lì xì của mình để mua khẩu trang và phát miễn phí cho người dân. Vâng, thưa cộng đoàn, những hình ảnh ấy cho thấy cuộc đời này vẫn còn đầy rẫy những tấm lòng đáng trân trọng. Và có thể nói đó chính là những ngọn nến sáng, những đèn cháy sáng trong cuộc đời, là muối cho đời, như lời mời gọi của tin mừng hôm nay. Anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Sự âm thầm khiêm tốn phục vụ con người, nhất là những người nghèo, khổ đau, chính là cách để chúng ta trở nên muối. Muối cần thiết biết bao, nhưng muối không phải để trang trí, mà là để giữ gìn. Chẳng cần tuyên truyền nhiều lời, chẳng cần cho mình là vĩ đại, là vinh quang hay là số một,
Nhưng trong lòng nhân loại lúc này, những ai, những tổ chức nào thầm lặng phục vụ cho sự sống của con người, đó mới là số một, đó mới là vinh quang. Chẳng cần vỗ ngực tuyên bố mình thì người ta cũng sẽ biết, sẽ trân trọng và ghi nhớ. Như ngọn đèn chiếu sáng, dù muốn hay không, thiên hạ vẫn biết đó là ngọn đèn chiếu sáng. Và ánh sáng là để tỏa lan, để chiếu soi. Thưa cộng đoàn, phẩm chất của muối, của ánh sáng theo tin mừng là phục vụ con người trong tình yêu với niềm tin bằng sự khiêm tốn của mình. Chẳng cần lý luận, chẳng cần dẫn đường ai bằng những học thuyết mông lung, thấm nhuần tư tưởng phong cách này nọ. Người môn đệ Chúa Kitô chỉ cần phục vụ với tinh thần đơn sơ, trong sáng. Chẳng hạn như cậu bé 11 tuổi con vừa nêu, thì đã là nến sáng rồi, đã là ánh sáng rồi, đã chiếu rọi rồi. Và thưa cộng đoàn, có thể hôm nay vị muối trong chúng ta chưa mặn, có thể đèn chúng ta còn leo lét, nhưng như lời Thánh Phaolô trong bài đọc 2, với niềm tin vào sức mạnh của Chúa và sự nỗ lực của mình, chúng ta có thể biến đổi để mặn hơn, để sáng hơn từ những việc nhỏ nhất có thể. Bởi thật ra bản chất của chúng ta chính là muối và ánh sáng. Trong đáy tâm hồn mình, mỗi người chúng ta đều vô cùng mặn và vô cùng sáng láng. Vì sao vậy? Thưa cộng đoàn, vì mỗi người chúng ta đều là hình ảnh của Thiên Chúa, được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Đặc biệt hơn thế nữa, trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô, mỗi người chúng ta đều là con Thiên Chúa. Cho nên nếu muối nhạt đi, hay nếu ánh sáng lập lòe và muốn tắt, chỉ là bởi vì chúng ta hay quên và không chịu trở về với bản chất thật của mình mà thôi. Người nghèo chẳng thiếu quanh ta, người đau khổ chẳng thiếu quanh ta, nhiều khi thậm chí là ngay trong chính gia đình mình, cộng đoàn mình, giáo xứ mình, cơ quan mình. Ước gì lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất cũng thấm nhuần nơi chúng ta, đó là mỗi người chúng ta hãy cố gắng biết quan tâm đến nhau hơn, biết hỏi han nhau hơn, biết lắng nghe nhau hơn, giúp đỡ nhau hơn, nhất là với những người cần sự trợ giúp thực sự quanh chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta cũng được mời gọi đừng để mình trở nên chai lì trước những vấn đề của cuộc sống. Đừng bao giờ tự che mắt, bịt tai, bịt miệng trước những vấn đề của cuộc sống. Như hình ảnh mấy cái con khỉ người ta hay bán lề đường hay trong nhà sách. Vì như vậy, chẳng khác nào chúng ta tự đóng chặt tâm hồn mình, tự vứt bỏ lòng trắc ẩn để sống đời vô cảm và là người vô trách nhiệm. Chẳng khác nào chúng ta đang bị vong thân, đang đánh mất chính mình, đánh mất đi bản chất thật của mình, tự làm cho vị muối trong mình nhạt đi và ánh sáng nơi mình tàn lụi. Thưa cộng đoàn, cứ làm việc có thể làm, cứ cất tiếng có thể cất lên, chỉ cần có một chút ấm nóng, một chút ánh sáng, thì đã có thể tỏa sáng trong bóng tối như đom đóm mà không cần chờ đuốc cháy. Đó chính là lời của một nhà văn Trung Quốc được khá nhiều cư dân mạng ở Trung Quốc đăng lại trong những ngày qua, như một cách để thể hiện tâm trạng của họ và cũng là để khuyến khích nhau sau sự kiện là cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên cảnh báo về virus corona tại Vũ Hán. Tại Vũ Hán, người ta phát động phong trào với hashtag
đêm nay tôi thổi còi vì Vũ Hán để tưởng niệm bác sĩ Lý Văn Lượng. Người ta hẹn nhau sẽ tắt điện vào lúc 9 giờ đêm, quét ánh sáng đèn flash điện thoại ra ngoài cửa sổ và thổi còi. Những ánh sáng từ những chiếc điện thoại trong đêm, từ những chung cư bị cô lập ở Vũ Hán, có thể không xua tan được bóng đêm của dịch bệnh, của tà quyền ngay lúc này, nhưng cho thấy thứ ánh sáng thật trong con người không bao giờ mất đi. Nó cho thấy niềm hy vọng vào lẽ thật sẽ không bao giờ tắt. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con nhìn ra bản chất thật của con người mình là muối và ánh sáng trong Đức Kitô, và xin cho chúng con thực sự trở thành muối và ánh sáng cho trần gian. Amen.